Chắc là mình làm game AFE ha. Hay anh em muốn coi Forgot AFE hay Genix. Để coi mình làm clip con nào sẽ nhiều view đây. Mình phải làm con nào nhiều view á. Thôi coi Forgot cho anh em nhá. Coi Forgot cho anh em nè. Chê mấy con nè, mấy ông nói em nghe là chê mấy con như kiểu mà Forgot hay là ông Ven á. Mình chỉ lên phụ trí mạng khi mà bên kia nó thật sự mau giấy thôi. Minh Cơ đã uy scan 20.000 đồng. Thì đe. Là Minh Cơ nha. Thì mình chỉ lên chiếc mạng thật sự là bên kia nó máu giấy thôi. Còn nếu mà bên kia nó đồ hình bình thường á thì mấy ông cứ lên đồ đồ DPS thôi. Thầy già má xù hào nè luôn chứ. Ủa ai đồ của em? Hello em. Giờ này ổn không? Giờ này ổn không em? Vẫn ổn như anh vậy. Anh bất ổn em ơi. Anh bất ổn em ơi. Ồ anh bất ổn em ơi. Suy nghĩ có tiễn team trẻ có làm team trẻ không? Suy nghĩ có làm team trẻ không? Đâu có xù hào chính chính đó, nó giỡn á. Xin tên bình thường mà tại nó giỡn á. Để nạp đơn. Xin một đó hả? Ừ. Tính đừng lùi chứ, tính đừng lùi chứ. À gì vậy trời, chơi gì vậy? Cái này chơi lầy quá. Chơi này đánh giải cho nó cút rồi. Chơi lầy quá. Thôi tao chôn. Hơi sao nhãn. Hay rồi, AD cút chưa? Gift thế này cút chưa? Lại trả cút, đánh láo. Trả giá đi. Chơi gáo, đánh láo quá. Thôi lại luôn. Chơi phải lay với bạn luôn. Quýnh giả tôi biến về đó. Nhưng mà đánh găng thì tôi cho cơ hội tôi ở lại đó. Chứ đánh giả về biến về lên cái do găm với bình máu là boss nó cút rồi. Tôi đánh găng tôi sẽ cho các bạn cơ hội. Rất là thích cách đưa cầm S nhé. Rất là cảm ơn Đăng Lê nhá. Được, rất là cảm ơn luôn đó. Thằng này mình dụ cho nó găng mình xong rồi mình xuống counter. Ok, double kill. Chuẩn bị nó xuống găng mình rồi. Ây da, hụt cái gió. Á à. Ôi vãi. Hả, tôi nhìn lộn, tôi tưởng con Vi đó là người ta luôn á trời, ngáo. Tính ra nãy nó đấm tôi là có khả năng tôi cốt luôn á chứ. Nhưng mà nó cũng đau mạng thôi, với tôi cũng đau mạng thôi. Để anh này lấy thiết thục không thấy. Bánh là đợi lấy thiết thục. Chơi game làm gì nữa hai độ. Su hảo đợi tôi lấy thiết thục chứ. Su hảo nó hay vậy quá. Soi tôi, nó pha tôi. Nó pha nhầm người rồi. Gift là mạng sống của tôi mà kêu tôi lấy thiết thục sao được. Không có được nha bé ơi. Cảm ơn Đăng Lê nha. Mấy ông donate weekend á, mấy ông donate 8.000 nó mới hiện thông báo anh em ơi. Chứ donate 5.000 nó không có hiện tin nhắn ấy. Đơ không biết chỉnh. Này đơ không biết chỉnh chứ không phải là đơ muốn chỉnh đâu nha. Lát. Này cái này nó có lát hả? Mà nó có lát mà ta, má nó có lát mà ta nó không lát luôn kìa. Ây da. Má bẹp rồi. À bị nó bẹp anh em ơi. Lò mới tập trung quá, bình thường là biết nó spell nó rồi. Quýnh tập trung là biết nó có spell, hình như nãy sao. Tập trung là biết spell nó rồi. Nó phải là mới tập trung quá. Rồi sầm sàm. Nhưng mà đơ tập trung thì đơ xin cái double kill nha. Đơ này nít nói. Đơ này nít nói. Đừng để nó nói. Gây gãy xíu. Hay không gây gãy xíu. Nên nhấn like subscribe kênh cho đơ nha. Like subscribe kênh đi dân đồ. Món đầu mình sẽ lên cuồng đao, món 2 mình sẽ lên móc diệt. Món 3 mình lên đao tím, món 4 mình lên vô danh, món 5 mình lên gà. Món 6 mình bán già lên quyết kiếm. Oh shit, xịt lên tới. Đánh vậy mà giải nghệ. Trở lại đi. Đánh cặp với chị đời đời đó. Eddie biết, Eddie buồn đó nha. Nói vậy không sợ nghe Eddie buồn nha. Trời ơi má, xàm gì đâu á. Đớp đâu. Cái E giờ cũng trúng. Nhái thiệt. Để lý thuyết à. Để tài nguyên chứ, để lý thuyết nào.
tập trung đánh nha, anh em làm tôi mất tập trung quá. Bảo máy sấy lửa đã rescan 10.000 đồng. Giao điện bây giờ phù hợp với con nào đe? Con với Bảo nha. Kiếm này thế quá có cần lên nữa ca? Không nha, cái huyết kiếm giờ xì đa lắm. Giao điện phù hợp với mấy con như kiểu cách lên Zenith nè. Mấy con bắn tay ấy, cách lên Zenith cách lên Zenith. Còn nếu mà chơi Faggot lên chí mạng thì lên giao điện cũng được. Ủa mà anh em thấy giao điện ngon lắm hả? Sao đỡ thấy giao điện củ chuối ta? Hôm qua đêm mới lên game thấy nó cũng không có ngon lắm. Tại vì team nó không có tăng cơ nhiều, team nó toàn đam hơn cho nên đợi lên ở đối thủ bóng ba. Nội thủ với con Faggot này cũng hợp tại vì nó cần tốc độ đánh. Cầm hai món đồ thì dư đam rồi. Móc gì chứ cái này dư đam rồi. Đồ này bắn mấy thằng tăng cũng chết, bắn mấy thằng đam cũng chết. Đấy, cả chó này dính kìa. Không chưa. Để EKS anh em ơi. Bắn đi bắn khùng luôn quá chó. Vì chứ bị chạy AG nè. Vì chạy AG xong sen G tôi, cái tôi giết nó. Nè quy vô, xong sen G. Không, hiền đấy. Để cho anh đi giết mình. Hay 10 điểm. Thì tụi nó cứ như đánh giải nhờ. Mình lên hái này xong mình lên cái nỗi đối thủ. Xong mình lên đao tím chùm. Mình lên vậy, mình chỉ lên vô danh khi mà team nó có tăng cơ nha. Đấu sĩ á. Khi mấy con như ghé tông, on, Sion, rồi Kassante lên vô danh. Lên hai đồ này mạnh điên anh em ạ. Hái này mạnh điên. Mà lên hai này thì không có đồ thủ thôi. Cho nên mấy ông đánh thì mấy ông phải cẩn thận. Quýnh phải chầm chừng xíu. Mấy tình huống này mình không bắn quy nha, tại vì mình bắn quy có khả năng nó lát á. Cứ bắn thường là chết rồi. Thì nó lát thì mình quy, còn không mình thỏ quy luôn. Mình quy nó lát thì mình sẽ bị mất nhịp đánh á. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Còn một kiến thức chưa? Còn một kiến thức chưa? Nên xong này nó dính G nè. Này nó hết G anh em dính anh em ơi. Ừ. Nice. Ở đối thủ bây giờ được 7% phút máu ít dữ rồi. Nó không có tăng hả ta? Không tăng có không đấy. Chào Hùng Nguyễn nha. Con Dinh bị nép. Chào nhưng Sư vẫn khỏe bác nhỉ. Cảm ơn cá nha. Đúng rồi. Ủa con Dinh bản mới có bị nép gì đâu. Nép từ bản trước rồi mà. Lên được á. Ờ để tôi để đợi nó lại xíu nè mấy em. Mấy ông chơi Faggot đúng không? Mấy ông sẽ lên nếu mà bên kia nó kiểu như là Leona Nauti này nọ, mấy ông sẽ lên cái cuồng đa đầu tiên. Còn nếu mà bên kia nó máu giấy á, hai bên đều bị bóc hay bên hút máu này nọ thì mấy ông sẽ bóc diệt. Nói chung là mấy ông sẽ lên hai món này đầu tiên nè. Nỗ tối thủ lên cũng được nhưng mà nỗ tối thủ lên đầu game thì nó hơi yếu á, nó kiểu thiên về đánh chủ đường á. Cho nên nếu mà mấy ông bị bóc nhiều quá thì mấy ông lên. Còn không mấy ông cứ lên hai món này là hai món chứng phái nha. Rồi mình lên hai món này xong đúng không? Khi mà bên kia nó có sát thủ hay nó có mấy con bóc máu á, mình muốn hợp cục thì mình lên nỗ tối thủ. Còn nếu mà bên kia nó tăng cơ nhiều thì mình lên vô danh. Còn bên kia nó có phép nhiều thì lên đao tím. Cứ có hai món này thôi, còn lại mấy món kia lên theo tình huống nhá. Ok. Anh em nhớ like, subscribe kênh cho tôi nha.